Hello và xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series Dragon Fighter Z của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi đánh boss và có thể là đây ấy nhá. Có thể là chúng ta sẽ đánh nhanh con boss kia và qua bản mới luôn. Vì hiện tại là chúng ta cũng sắp kết thúc cái chạm này rồi, vì đánh bại số 21 là thắng mà. Chúng ta không thể tin hắn là đồng minh được. Hắn chỉ đang bị điều khiển bởi thằng ô nào trong người hắn thôi. Frieza và những người khác thì cái trái tim của đồng hạng của chúng nó cũng không thể nào thay đổi được. Nó đã tiêu diệt hành tinh của chúng ta, nhớ không? Ồ, đúng rồi, Frieza và Sen thì đã tiêu diệt hành tinh trái đất của chúng ta một lần. Nhưng mà đừng lo lắng điều đó, Vegeta. Ok, let's go. Ôi, đi đâu chim sâu? Trời. Hi hi. Lão này. Con lợn này. Thằng Rappa này. Thằng chó này nữa. Chết đi. Lão này, thằng Rappa này. Đánh Piccolo của tao. Mình rất là thích bắn Makako Sampo mà chúng nó cứ nhờn. Đấy. Này, ok. Ui, sao nó né được vậy? Ai hi, còn lợn này. Chúng nó bắt đầu kiểu biết sử dụng các skill rồi. Đau lắm. Nó đáng đi đau luôn ấy. Đây rồi. Ui. Úi trời, thằng nhân bản này. Ô lao ăn cầm. Ok, chúng ta đã kết thúc được một thằng nhân bản rồi. Chúng ta chạy nhanh ra bốt nhá. Đặt kết bư, ta không quan tâm đâu. Let's go. Thề luôn ấy, mình muốn bắt các con sắp một mà thằng quản lý không cho nhỉ. Con lợn. Lợn này nữa. Bố lao thật. Tao muốn bắn bắt các con sắp một không cho à. Mày phải chịu hậu quả thôi. Mày.
Yamcha này. Ôi, đúng người. Đây thì Yamcha này. Mất nết này. Bố vào đây. Tao là bố. Đó đi, đó đi, đó, đó đi. Oh shit. Vụt vào bom. Chả ra mình bắn được Magago Sambo lâu thế. Nhưng mà bắn trượt. Bắn trúng thì hơi thốn đấy. Ok. Ngon cờ him. À để boss nào. À boss. Vào luôn, hay quá. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chắp, chắc là chắp cuối luôn rồi. Mình nghĩ là thằng Aron số 21 nó sẽ xuất hiện ngay bây giờ đấy. Ready. Tất nhiên là ready rồi. Wow. Cũng ghê đấy. Chết Piccolo rồi. Còn chó với Zeta này. Mày phải chết rồi. Giả mạo. Xong giả mạo. Xong giả mạo này. Mà nghe vậy. Thế luôn còn nó đánh như mấy thằng máy ở trong cái hát mà mình bảo ấy. Không biết đỡ rồi đấy. Bích ba phát thanh kết hợp cả hai chết luôn. Mình bắt đầu cay cú rồi. Cay cú rồi. Giết được Yamcha luôn nhá. Giết được Yamcha luôn nhá. Mày luôn. Mày luôn. Không phải chết cú rồi. Thế rồi. Ê, 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 ê. Múa này. Múa vừa cả mặt. Thiệt sự. Tên cái lô đất rồi. Ok, xin lỗi Piccolo. Hell no, Piccolo đất. Đây rồi. Ta muốn nữa. Ta muốn nữa. Ta muốn rất nhiều kẹo. Tại sao? Frieza. Các người. Các người sẽ phải trả giá cho điều này. Rồi, 21 xuất hiện rồi. Oh yeah. Đây oh yeah. Đó, chắp cuối là chắp con 21 này. Đó, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ đi băm chúng nó luôn nhá. Tập này là tập cuối rồi anh em ạ. Thì làm sao chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Đó là cái chap cuối cùng. Không biết là chap gì. Chắc là ngoại truyện được một GT. Và hy vọng là cái DLC sắp tới nó sẽ có ai nhỉ? Broly đúng rồi. Chap sắp tới nó sẽ có Broly. Là bạn ai đấy có lộng. What the hell? Tao bắt đầu bất kiên nhẫn. Tao bắt đầu bất kiên nhẫn với mày rồi nhớ. Khó này. Không bắn mang ăn cố xong bố đâu. Bây giờ tao sẽ cho mày chết ngay bây giờ. Cái bốt cuối nó khó. Tao đây, Vegeta đây.
Đại ca Vegeta đây. Vegeta sama. Thề luôn đấy má. Bọn này thực sự luôn. Các chúng có trăng thì không có nhỉ. Anh biết tại sao chúng có trăng mà mình không có. Tạm biệt có lợn. Nó có trăng tương lai. Trùng kiếm rất là đẹp. Mà mình không hiểu tại sao Gohan Super Saiyan nó đi đâu nữa. Qua Super Saiyan 2 anh em ạ. Chiu. Hello. Vậy là easy. Má ơi, chắc mình cắt đến cái đoạn iPhone luôn quá. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt đến đoạn 21 nhá. Anh em hãy đợi một chút. Ok, và bây giờ thì chúng ta đã đến được Android 21 rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào đánh bại tên Android 21 này. Level 50. Và bây giờ thì bọn nhân bản đã khôn hơn rất là nhiều rồi. Đã dùng skill các thứ rồi. Bây giờ mình sẽ phải đánh bại tên 21 này. Và chúng ta đánh bại núi lửa. Rồi, 21 đến rồi. Chặn luôn. Thì rất ngầu nhé. Freeza nó tiêu diệt quá nhiều nhân bản nên thế là giờ thằng 21 nó bị tức. Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đánh với level 50 cuối cùng đây. Thì mình đã lấy được tất cả những người còn đầy máu. Từ đến giờ mình cắt những cái đoạn kia là mình đánh rất là khủng khủng luôn vì nó quá khỏe ấy. Cố lên đi các bạn. Android 21 nó có 2 cái thế giới kìa anh em kìa. Chết đi. Ôi trời ơi, Piccolo ơi. Ui, à, nó phát 9.000 máu. What the hell? Mình đang xảy ra vậy. Rồi, thế nó có bóng rồi. Đây không có máu luôn. Thế ra vậy. Tôi có kim cu anh em ạ. Đập không có máu luôn đấy. Hay quá. Rồi, Vegeta là người quyết định số phận của T21. Nó khỏe cực kỳ anh em ạ. Nó biến kẹo một cái xong nó cắn một cái là mất 9.000 máu rồi. Khỏe kinh khủng. Rồi chúng ta thắng rồi. Lại là cái kết cuối cùng của thằng 21 là bị tất cả mọi người bắn kia vào mồm này. Rồi. Rồi lại phải tiêu diệt 21. Này. Mọi người nghe linh hồn ở trong Freeze. Có thể kết nối với chúng ta ngay thời điểm này không? Làm đi. Rồi làm thôi. Ta sẽ tiêu diệt bọn hạn trong 21. Cái gì đây? Bulma. Ấy. Cơ thể. Mày đã sức mạnh rồi. À, vậy là Bulma kích hoạt cái sức mạnh ấy để tất cả linh sức mạnh của Sếp Hung và Freeze quay trở lại. Goku nữa. Đó, Golden. Bộ ba bỏ chắc sẽ ổn thôi. Không phải nói điều đó đâu. Để nó cho tôi.
Wow. Và xem lại cái cảnh quá hay. Tiêu diệt chết luôn không? Thì anh em đã nhìn thấy cái cảnh một lần ở chỗ các chiến binh Z đã bắn tất cả các trưởng vào mồm con 21 này rồi. Bây giờ thì anh em nhìn bộ ba Uku, Vize và Sepo Hung tiêu diệt. Ok, kết thúc rồi. Đã làm được rồi. Ta đã chiến thắng rồi, ngày Frieza. Ok, hình như là xong rồi thì phải anh em ạ. Ok, chúng ta đã xong rồi. Có vẻ như là Frieza và Sepo không có ý. Video vào xem ông sẽ đánh trận cuối với cả tôi không đánh à? Ok, linh hồn trong video đã đi ra thoát khỏi rồi, gần 50.000 tên đi. Ok, rồi Aro số 21, vậy là có 17 trong này. Rồi, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, comment ở phía dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.